Tòa án Nhân dân huyện Esup, tỉnh vừa xử sơ thẩm, phạt huyện V. N. 1995, trú làng Cư Ca Bang, Esup, 3 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại là bà xã của N. Theo nội dung vụ án, N. và cô L. cùng là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại làng Cư Ca Bang. Giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương muốn tiến tới hôn nhân. Khoảng đầu năm 2018, gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn do L. chưa đủ 16 tuổi. Sau khi cưới, L chuyển về sống bình thường với nhà chồng. Đến cuối năm 2018, L sinh một bé trai. Sau khi sinh con, đôi bà xã chồng trẻ kém phát sinh mâu thuẫn. L sau đó bỏ về nhà bố mẹ ruột rồi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo N hiếp dâm mình. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định bé trai là con bình thường giữa hai người.